Cảnh ơi, thương em Cherry dễ sợ luôn, học hết cả năm rồi mà đây là lần đầu tiên ba Duy đón Cherry nè. Ôi dồi ôi, xem gương mặt phấn khởi và đầy bất ngờ khi em Cherry được gặp ba. Kiểu này chắc ba mẹ phải sắp xếp lại công việc để đi làm về sớm đón Cherry được nhiều hơn nha. Phải công nhận là từ khi học ở trường thì Cherry ngoan ngoãn hẳn ra, biết đi thưa về trình nữa nè. Biết ngay là em Cherry đang định ba để được qua chị đây mà. Về nhà tắm rửa sạch sẽ cái đã rồi ba chở đi chơi. Coi cái tướng định ba để được uống sữa thấy cưng chưa kìa. Từ ngày biết đến sữa Moji dạng viên này nè thì mọi công việc pha sữa đều dành hết cho ba luôn. Mẹ không còn thấy tuổi thân khi một mình chăm con nữa. Ba ơi, xong chưa, Cherry chịu hết nổi rồi. Trời đất ơi, coi cái nết của bà kìa, sợ ba dành phần hay sao mà vừa đưa bình sữa cái là bà chạy vô phòng liền. Moji ECQ của Nhật này thì không mẹ nào là không biết. Sữa này nhạt, thiên về giúp trẻ phát triển toàn diện kiểu các bé Nhật Bản Á. Thường không quá bụ bẫm nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Trời đất ơi, bình sữa 200ml mà uống trong vòng một nút nhạc chưa hết đâu à nha. Thay vì mang lon sữa to cồng kềnh thì chỉ cần vài thanh sữa ECQ bỏ vào ba lô thì có thể pha cho bé bất cứ nơi đâu. U là trời, cái cặp có tí xíu mà em đòi đem hết cái dàn siêu xe của em qua bên nhà chị chơi nè mọi người. Giờ mà ba mẹ nói ở nhà chắc em ăn vạ cho mà xem. Bye bye cả nhà, bây giờ gia đình Cherry qua nhà chị Su chơi đây. Cả nhà có hóng video tiếp theo không?